Rồi, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay ngày 20 tháng 9, em lại tiếp tục lên giới thiệu các bác một số sản phẩm mới nhá. Đặc biệt là hôm nay giới thiệu rất nhiều cục giải mã. Giải mã kim âm ly luôn nhá, kim âm ly kim CD luôn. Thì bữa qua em có giới thiệu 3 cục thì em bán hết rồi. Thì có rất nhiều bác hỏi thì hôm nay em lại lên nhá. Và mấy cặp box sale này. Và đặc biệt giới thiệu cho bác một cặp loa cổ của hãng Samsung nhá. Dòng loa dưới mắt cáo thích hợp cho các bác chơi băng cối nhá. Và trưng bày nó cũng đẹp nữa. Dòng này thì nó đã không phải là nó cổ mà nó vẫn chơi những nhạc acoustic các thứ được các bác nhá. Đấy, hoặc là Zumba này vẫn chơi thoải mái nhá. Thì em sẽ đi chi tiết từng món một nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cặp loa trước. Rồi, cặp loa này là SP150. Thì đây các bác nhìn đây là nó rất là đẹp luôn. Lưới mất cáo các nhá. Đó, loa thì thùng vách thì tóm lại là như thế này là đẹp lắm rồi. Bởi vì hàng này về là bên kia về thì em không có qua spa biết gì hết đấy. Bữa trước em có bán cũng có bán một vài lần loại loa này, nhưng mà thường thì trước loa thùng nó rất là xấu, nó không được đẹp như thùng này. Giá thì hồi đó cũng bán tới 40.7 lần. Đây, mở ra các bác nhá. Có thiết kế một cái bát 26 các bác nhá. Bát này là bát 26 tẩm dầu. Màng tẩm dầu, màng lộn ngược tẩm dầu nhá. Đây vẫn còn bụi này. Đấy, những cái này em chưa có lau chùi. Một cái mic 13 và một cái chép còi nhá, chép còi gang. Và đây cũng có lỗ thông hơi các bác nhá. Đồng loa này có lỗ thông hơi cho nên là rất là dễ ghép âm ly. Đó. Thùng vách thì khỏi nói rồi. Rất là hiếm có cặp loa nào về nguyên vẹn mà thùng vách như đẹp như vậy. Đấy, hai bên đều vậy nhá. Đây, phía sau này, phía sau cũng vậy. Phía sau nó đẹp như mới luôn các bác ạ. Đây, như mới luôn. Bao các bác là như mới luôn các bác nhá. Đây, nó có hai seal chỉnh này. Rất là đẹp luôn ạ. Bao quay bát 26 này, mic 13 và chép 50mm. Công suất 40W trên một thân thùng và 8 ohm. Đấy, cái dòng cổ này thì rất dễ ghép âm ly các bác nhá. Âm ly rẻ rẻ cũng lên rồi, em đang ghép với cặp mấy cái âm ly chiêu. Đây, phía sau của cái cặp loa bên cạnh này cũng thế nhá. Rất là đẹp, các bác khỏi nghĩ ngợi nhá. Vuông thành sang cạnh. Rồi, em đang ghép với cặp mấy cái con chiêu K4004 nhá. Con này thì đánh A cùng B luôn, chạy 4 giò sắt nhá, hai má gỗ hai bên. Thì con này thì em bán có 1.8 triệu thôi. Đảm giá có 1.8 triệu thôi. Và đánh AB luôn các bác nhá. Căn này thì cũng có giới thiệu rồi. Nó bị gãy một cái nút ở đây thôi, nhưng mà cái này vẫn sử dụng được nhá. Cái nhựa này, đầu nhựa này. Thì em sẽ báo giá cặp loa này đang bán giá 4,8 triệu nhá. Loa giá này thì không thể bớt được nữa rồi. 4,8 triệu. Đấy, các bác nào nhìn thấy mua chắc chắn là cặp loa này không thể bớt được, bởi vì lấy vào rất là cao và loa nó đẹp. 4,8 triệu nhá. Cái lâm ly này thì 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu. Rồi, em sẽ chuyển qua giới thiệu cục giải mã trước nhé, xong đến giới thiệu loa. Đầu tiên là một cái cục của hãng Đàn Ông UM30 các bác nhé. Cục này thì có chày ở đây này, đó, chày đây, đó, chày cái đây. Và nó rất là hay, cả cái cục này size thì size 20, 20.5 rồi đấy. Ở CD á, thì cái cửa CD này bị kẹt, nó kẹt nhé. Không ra vào được, nhưng mà nó có cái CD trong nó vẫn hát bình thường nhé. Bác nào về xử lý, còn em hôm nay bận quá không làm được. Đó. Cái này nó hay có một cái công suất đánh được loa 100W một cái nhé. Và chỉnh bắt chất trên máy luôn, đây các bác này. Đấy, có FM. Đó. Đây, phía trên này. Cục này nó hay thêm một cái nữa là nó có thể làm dè được các bác nhá. Làm như một cái dè bình thường. Đây, cổng dè ao đây các bác. Các bác có cục đẩy ấy, hay là những cái cục đẩy của hàng bãi gì đấy không có dè thì các bác phải mua con cái dè nó bèo nhất cũng phải 2 triệu. Như em thấy cái dè này đánh rất là hay và chỉnh bắt chép luôn. Rất là tốt luôn. Và cái âm ly này thì nó đánh được cặp loa 100W một cái nó cũng chơi được các bác nhá. Nó là một cái âm ly mini ấy. Đấy, đầy cao nhá.
Hôm nay thì đánh từ 4 đàn ông thì nó đánh từ 6 đến 16 ôm thôi nhá. Nhưng mà nó hay là cái dè thôi nhá, nó cái dè nó rất là hay luôn. Và em bán giá rất cực kỳ rẻ. Cái cục này em bán giá 800 ngàn thôi. CD thì bị kẹt nhá, nhưng mà mắt vẫn chạy đấy. Đây này. Nhưng mà em coi là không có tính CD nhá. Đó. Chỉ mắt chép trên máy luôn. Và nó, bây giờ các bác mua dè thì bèo nhất cũng phải 2 triệu được một mới mua được cái dè rồi. Cái này nó làm dè được nhá. Đó, đặc biệt nó hay ở con đó nhá. 800 ngàn số 1 nhá các bác nhá. 800 ngàn số 1. Cái này dùng âm ly chơi loa 100W một cái ok nhá. Rồi sang số 2. Sang số 2 các bác nhá, sang số 2 thì một con âm ly, một cái con giải mã, cục giải mã N7X nhá, có cổng 3.5 in out phía trước. Đó, CD thì đọc tốt nhá. Đó. Có đèn xanh. Dòng N7 nhá, dòng N đời nó cao các bác nhá, nó là dòng đời cao. Đấy. Con này em có khiển học ấy, bác nào mua thêm thì em bán cho nhá. Còn cái dòng này thì không có này. Con này đây phía sau đây, cái này thì hôm nay em để dưới này em quay nó dễ, phía sau các bác nhá. Đây mã số nó là 532539. Có súp ao hết các bác nhá. Giải mã hai thiết bị khác nhau được, cổng quang in đây. Đó. Con này giải mã hai thiết bị đấy. Hai thiết bị là như thế nào? Ví dụ như các bác ở nhà có hai cái âm ly. À, có nhiều cái cục giải mã nó chỉ ra một cái thiết bị thôi, nhưng mà con này nó ra là hai thiết bị nha. Đó là hai cái âm ly các bác phải chơi được nhé. Đó. Rất là hay luôn. Rồi cục này bán 1 triệu các bác nhá. Bữa nay bán rất là rẻ luôn ạ. Từ đây ra kia toàn đồng giá 1 triệu. Rồi sang cục số 2 là cục X7A. Đó, những dòng X7A trước đây bán 1,2 triệu 3 mà tranh nhau mua các bác nhá. Đó, xì đọc tốt luôn. Con này là bởi vì nó có cầu loa, có rất nhiều bác thích cái cầu loa. Đó. Rất thích cái cầu loa đó. Và giải mã có các bác mà muốn giải mã có thể là ba thiết bị được. Rồi, con này em quay lại luôn, quay lại để báo cái CD luôn, bởi vì hôm nay có mấy cục này cơ. Đây CD nó là 3544 số 3 nhá, cổng quang in out đầy đủ, súp out. Giải mã ra 3 thiết bị nhá. Có thể ra 3 thiết bị có cầu loa này. Đó. Thì cục này cũng bán 1 triệu nhá. Số 3 bán 1 triệu. Đó. Sang số 4. Số 4 cũng là một con X7A nhá. Cái dòng này trước đây các bác rất là thích luôn. Trước đây bán 1 triệu 2, 1 triệu 3. Nhưng bữa nay chỉ bán 1 triệu thôi nhá. Bán cho nhanh. Con này số 4. X7A cũng tương tự nhá. Giải mã 2 thiết bị khác nhau được. Rồi phía sau này. Mã số 0246. Đó. Giải mã 2, 3 thiết bị có thể rút, các bác rút cái này ra là thành 3 thiết bị đấy. Nhưng mà các bác đừng nghĩ là cái giải mã này nó liền công suất mà nó không hay nhá. Cái này nó, cái giải mã, cái phần giải mã nó không liên quan công suất đâu nhá. Đó, các bác giải mã sang âm ly thì cái này nó không có tác dụng gì đâu. Nó chỉ tác dụng ở cái âm ly này thôi. Cái tiếng rất hay, giải mã 24 bit các bác nhá. 24 bit là 24 bit chuẩn đấy, chứ không phải là 24 bit mà nhà sản xuất đưa ra. Rồi 1 triệu nhá, số 4 1 triệu. Tiếp tục sang số 5. Số 5 thì là một cái con đời cao dòng UN7. UN7 này thì nó chạy được cả DVD các bác nhá. Đấy, chạy được cả DVD và nó có mở rộng được 5.1. Đấy. Direct này, cell này, này cell này. Đó. CD này. Đang đọc bình thường các bác nhá. Giải mã không cần mồi luôn. Đó, con này đời cao. Và phía sau này các bác này. Đó, con này thì có mở rộng 5.1 được. Đây giải mã thì các bác cổng in đây, cổng out đây. Các bác cắm quang vào đây thì các bác chuyển sang đi cổng đi tan thì cắm cổng out ra âm ly nhá. Mã số 9099. Đó. 9099 nhá. Cục dòng Onkyo á thì nó đều đánh từ 4 16 ôm các bác nhá. Chứ bởi vì các bác nhớ là Onkyo thì đánh đều đánh vậy. Tất cả đây đều đánh vậy, có cái cục đàn ông đầu tiên thì chỉ đánh nó chỉ chơi loa 6 ôm trở lên thôi, còn đây thì chơi giải cao, giải toàn giải luôn. Rồi cái con cục số 5 này đời cao các bác nhá, dòng chạy cả DVD luôn. UN7 giá 1,2 triệu các bác nhá, 1 triệu 200 ngàn đó. Rồi sang số 6.
Số 6 là con X7 các bác nhá. Đây có hai con X7 luôn. X7. CD đọc tốt nhá. Đó, CD đọc tốt. Đĩa này là mấy cái đĩa nó toàn đĩa Nhật, đĩa vứt ở dưới chứ em không có xài đĩa xịn. Thế nên là nó chạy rất tốt luôn. Đó. Đó, chạy rất là tốt luôn nhá. Đấy lúc là số 7, số 8 này. Đó. Tổng này thì là mất 23 thôi, nhưng mà nhiều khi mà bọn em không có thời gian rảnh làm, có nhiều con mà chạy được thì bám thôi, còn không chạy được. Rồi cái con này à, xin lỗi các bác, cái con này là con 7GX nhé, không phải X7, 7GX. Con này thì giá rẻ thôi. Con số 6 này em bán 600 ngàn nhá. Con này thì nó không có cổng giải mã đâu các bác nhá, nó chỉ có cổng OX từ điện thoại máy tính vào thôi, chứ không có cổng giải mã nhá. Nhưng mà còn rất đẹp, đẹp như mới luôn các bác nhá. Đẹp như mới. Và CD có thể làm cái CD từ cái cục này, hoặc là các bác có thể làm như một cái đầu CD luôn nhá, ra cho ra âm ly nhá. Đấy, chạy rất tốt luôn. Đây, có cổng xúc ao này, có cổng quang ao này, và cổng in này. Đấy, cổng in và cổng ao. Cái cổng ao này các bác cắm ra ngoài âm ly thì nó thành một cái đầu CD. Đó. Giá 600 ngàn thôi nhá. Vừa làm được cái âm ly, vừa làm được một cái đầu CD. Và giá chỉ có 600 ngàn các bác nhá. Số 6 này. Rồi sang số 7. Số 7 là con X7 các bác nhá. Đây là X7 này. Này thì có một con X7 thôi. Có X7 này. CD đọc tốt các bác nhá. Đây là CD đọc tốt này. Đó. CD đọc ok nhá. Giải mã không mồi chuyển qua đây. Cái này là chuyển input này, chữ input này nhá các bác nhá. Dòng Onkyo thì nó có chữ input các bác nhá. Đây này, có hai nút qua lại này. Đấy, ra digital là cổng giải mã các bác nhá. Đấy, con này giải mã hai thiết bị khác nhau được. Đó. Đây. Súp out này. Đấy, cổng quang in out đầy đủ đây. Mã số 1943, giải mã hai thiết bị khác nhau được. Đây cổng in này, cổng out này. Đấy cổng in này, cổng out này. Tới tới ba cổng in lận nhá. In này là cắm dây bông sen vào nhá. Còn quang thì từ TV xuống thì cắm cổng này. Rồi out cái này ra âm ly. Giá 1 triệu các bác nhá. Số 7 này giá 1 triệu này. X7 giải mã đấy, có cổng digital in nhá. Rồi sang số 8 này. Số 8 cũng là một con X7A đèn xanh. CD đọc tốt đấy các bác nhìn, CD đọc rất là tốt luôn. Nách quả bài đi. Đó. Những cái đĩa này là đĩa đẻo thôi, mà cho vào nó chọc tốt nhá. Mặt mũi còn ok. Đây cũng như các bạn cũng có cầu loa, nó giải mã 2 3 thiết bị được nhá. Đó, mã số 8355. Đấy, súp ao cổng quang in đầy đủ. Đó, 1 triệu nhá. Tất cả những con này 1 triệu nhá, số 8 1 triệu các bác nhá. Đó. Rồi sang loa. Loa thì số 1 này, con này là dòng S7GX. Bữa qua hôm xưa em có dòng này thì nhà em rất nhiều. Những cái dòng này em không biết thế nào đâu, nhưng mà cắm âm ly vào đánh rất là hay luôn nhá. Rất là hay luôn. Bát nó 13 nhá. Chép đôm. Màng keo la nhá. Đấy. Giá thì quá rẻ, có lưới lức đầy đủ. Đây phía sau này, loa là còn đẹp các nhá. Phía sau này, 104W cặp. Mã số 0073. Giá 800 ngàn nhé. 800 ngàn cho các bác nhé. Quá rẻ luôn ạ. Dòng Onkyo The Nông nó là trong những phân khúc cao cấp các bác nhé. Đừng so mấy cặp loa mini cỏ nhé. Đấy, Onkyo The Nông là nó chỉ làm ra phân khúc chung trở lên thôi. Đấy, tầm nghĩa là phân khúc chứ không phải nó là cũng cặp loa nhỏ, nhưng mà nó là phân khúc đời cao nhé. Rồi sang cặp số 2 là dòng X7A các bác nhá. Màng OMF. Chép đấy, các bác tuyến loa rất là đẹp luôn, lưới này. Đây nó cứ chảy tí thôi, nó không phải chảy mà nó bị ấy cái đề can. Đấy, phía sau còn rất là ok các bác nhá. Con này cũng 104W cặp nhá, con này 5 ohm. Mã số 2082. Giá 800 ngàn luôn nhá. Đấy, dòng X7A này đời cao này. Đó. Rồi sang đây là một cặp loa dòng N7. Đấy, N7 dưới này nó bị chảy một xíu này. Mà cái dòng này rất là hay, đời cao các bác nhá, chắp đôm này. Đó. Thùng thì rất là chắc chắn, nhưng mà cái lưới nó bị ở đây phía sau rất đẹp luôn ạ. 104W, mã số 7872.
Không ơi, phía sau cái dòng này các bác biết chơi, dòng này đánh không có bị bẻ tiếng tiếng gì đâu, rất là hay luôn. Và nó bị vận chuyển ấy, nó gãy hết cái chốt này, thế là lưới em dục đi luôn. Bán khung lưới cho bác luôn 7 à, 800 ngàn nhé, 800 ngàn cặp này. 800 ngàn cặp loa này nhé, N7. N7 bình thường mà đẹp á, có lưới đầy đủ khoảng 1,3 triệu nhé. Bán 800 ngàn thôi. Số 3 800 ngàn. Rồi xong số 4. Cặp loa đàn ông các bác nào thích bát mạnh nhé, chơi cặp này. Bát khoảng 14 chấp đôm, lưới liếc đầy đủ. Bán 750 ngàn, chưa bao giờ có cặp loa nào mà rẻ như vậy. Đây, phía sau này. Một bên ok, bên này nó hơi sần sần tí nhưng mà nó không liên quan bên trong các nhá. Mã số 0063, trùng series luôn. Quá đấy, quá rẻ luôn, 750 ngàn các nhá. Số 4, 750 ngàn. Rồi sang số 5. Số 5 là một cặp loa, bác nào chơi qua dòng này thì biết cái cặp loa này là cặp loa dòng Onkyo D202A. Cái dòng này là dòng đánh âm ly rời nhá, của bộ dàn chung đấy. Đó. Rất là lớn, 80W trên một thân thùng. Và cái củ từ của cái này nó to lắm, nó to. Và cái này nó phải đỡ, phía sau trong thùng nó phải có một cái thanh sang ngang để đỡ nhá. Rất là khủng luôn. Chép đôm. Cặp loa nặng cực kỳ luôn nhá, rất nặng, nặng gấp phải gấp 3 mấy cặp loa này. Đấy. Chạm này. Đấy, lập loa này không thì nó cũng cơ bản là đẹp nhưng không được đẹp xuất sắc nhá, không phải đẹp như ấy nhưng mà bãi thế là rất là ok rồi. Chạm này. Chạm này các bác nhìn chạm này biết rồi. Vòng này Max in Japan luôn. 80W 6 ôm thôi nhá. Lưới thì có một bên đẹp, một bên hơi sờn, hơi rách này, đó. Cặp loa bình thường á 2,5 triệu đấy, nhưng hôm nay em bán có 1,4 triệu thôi. Chủ tư cho cặp loa D202 các bác nhé. D202 này ghép cho những âm ly 922 và 911 các bác nhé. Các bác ghép âm ly dài cũng được luôn. Đấy, cổ từ nó thì thôi rồi, nặng. Đây. Nha. 1 triệu, 1,4 triệu thôi. Quá rẻ luôn. Chưa bao giờ rẻ như vậy. Rồi sang đây bán loa dời. Một cặp loa Onkyo tuyến loa thì bao xuất sắc mà cặp loa này đầy cao các bác nhá. Chứ không giống cặp loa bữa trước em bán đâu. Đây, trắng tinh luôn. Củ từ thì thôi rồi luôn các bác nhá. Cái này thì cái viền này từ đây xuống đây 14 nhá. 14. Để em kiếm cái kiếm thước đó luôn. Viền này 14 mà. 14 đấy. Rồi viền này là tới 15 lận nhá, 15 luôn. Đấy, viền 15 nhá. Cái cặp này viền vải cầm dầu quá đẹp luôn, này xếp này. Rồi cặp bát này em bán với giá 350k nhá, 350 ngàn. Kể cả đời cao cũng bán 350 ngàn thôi. Con này mới con trước em bán nên nó chỉ 13 thôi, con này tới 15 lận nhá. Và viền này. Đó. Rất mềm luôn. Rồi sang đây cũng là một cặp chép, nhưng cặp chép này cũng là đầy cao không nhá. Nó ở cái model đầy cao á. Chép đôm đẹp xuất sắc luôn. Đấy, em bán này là có cả cái tụ cản luôn cho các bác về, các bác chỉ muốn gắn vào loa thì chỉ gắn vào luôn thôi, phải khỏi mua cục tụ cản nữa, bởi vì cục cản này nó không rẻ tiền đâu nhá. Nếu mà hàng bãi này, đây là hàng bãi nhá. Đó. Cho luôn. Giá 350 ngàn nhá. Bởi này là dòng đầy cao không nhá. Chép 300 ngàn, 50 ngàn. Rồi sang đây một cặp chép của hãng Toshiba. Đây là Oleg này. Là chép 7 màu luôn. Là chép của bộ âm ly, của bộ loa lớn nhá. Đây. Chiều ấy của nó có mắc mặt hiếu. Đằng bên ngoài này chép đôm như bên ngoài. Chép này chép giấy nhé. Bên ngoài nó có cả lưới bảo vệ luôn. Này tới 12 lận nhá, 12. Giá 500k nhá, 500.000 nhá. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số loa này âm ly giải mã. Đấy, em có báo giá chi tiết từng món một các bác nhá. Các bác nào xem và nghe giá luôn các bác nhá, chứ đừng nhiều khi bác cứ hỏi giá nó nhắn tin lại hỏi giá nữa nhá. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Bên em thì cứ có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua chịu ship, chuyển khoản hết bao ship các bác nhá. Thì tùy vào sản phẩm. Đó, còn cái phẩm phẩm có triệu thôi các bác cứ chuyển khoản hết em bao ship cho các bác luôn. Rồi.
Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Alo hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Số Zalo em để trên đấy. Rồi cảm ơn tất cả các bác.